quéo xịt gì đâu mà không đúng thuốc rồi. Đọt thì ra, nói chung thuốc cơ đọt ra ngon đó, mà dưỡng đọt thì chưa dưỡng được. Im. Cơ đọt thì nó ra là cô ok nè. Nè, gậy xanh nè, gậy xanh nó còn y nguyên luôn nè. Đây. Gậy xanh nè, nó bò nè. Lủng nhủng chân nè. Nó bò nè. Đây. Gậy xanh nó bò nè. Đây là vườn vườn sầu riêng. Vườn sầu riêng này thì nói chung là ở dưới ngã 7 nha, ngã 7 Hậu Giang. Thì ảnh cũng lúc mà từ khi mà ảnh biết tới cái dòng sản phẩm hữu cơ vi sinh 007 á, với bu mát sa băng của bên công ty của Nam á, thì bắt đầu là ảnh đã gãi phục hồi cây lại. Thì lúc đó là cái cây ảnh rất là tệ. Thì lúc đó khi mà ảnh xài cái hữu cơ của bên Nam rồi là cây của ảnh nó sẽ phát triển lại luôn. Thì ảnh nói chung là ảnh sẽ xài tới ngày hôm nay luôn đó. Bây giờ là cái cây của ảnh như thế này đây, bây giờ là nó rất là phát triển. Ngày xưa là cái cây ảnh rất là tệ luôn. Để một chút nữa mình sẽ hỏi ảnh là xài cái sản phẩm của bên Nam như thế nào, tự ảnh sẽ đánh giá cho mọi người nha. Quá wow. Vậy trắng trắng còn nguyên luôn. Lá muốn lụa cho rồi. Lá này nó bị hư luôn rồi, nó bị béo rồi đó. cái giai đoạn mà nó ra bằng tầm phân ngón tay cái nè, rồi đẩy vô cái rồi. Tại vì cái thái này nè. Đó giờ xịt trùng chảy đó. Đó. Không, nói chung là cây anh tiễn này đúng không? Ừ. Nó ra ra gì. Mà bây giờ nè, em nói nghe nè. Kịp. Bây giờ nếu mà trường hợp giai đoạn này á, anh không xịt á thì nó hư càng nặng thêm nữa. Anh phải đúng rồi, tại vì anh dưỡng cái lá này đúng không? Để cho lá này lụa nó già lại, nó ra cái đuôi tôm rồi mới anh tạo một cái đọt mới. Đó, anh tưới thuốc thùng vô cho em cái là bao hạng luôn. Nó ra đoạn ra bất chấp á. Cho đang gian chảy làm gì không đó. Chứ giờ nếu mà trường hợp anh để vậy luôn là quen ngang cơ đọt đó, lá nó hư luôn đó. Quá gầy, gầy xanh rồi thêm gầy phấn trắng nữa, gì đó dữ. Vô lấy nó ba đang nhật phun. Ba đang nhật hay không ba đang nhật gì mình phun thuốc gầy, mà đúng thuốc gầy là ok. Đúng gầy. Nổi cài tùm lum gầy chứ có hiệu không có đó nào hiệu quả bằng cái độ thời gian á, nó không phê bằng. Đây nè, anh nói cái thời gian kéo dài đúng không? Bây giờ nó đang ra vô đúng không? Nó dở ra đi quá trơn. Anh phun cho em là hai cử thôi. Nó ra cái đuôi tôm này lại không? Anh đẩy nó một phát rồi anh đưa cái dinh dưỡng vô, khi mà nó bắn ra điểu chân rồi anh đẩy thêm phát nữa là cái cơ đột của anh là tầm khoảng nhiều, tầm khoảng tháng hoặc hơn tháng 10 ngày à. Tháng mấy à, lỡ đầu có đầu lụa lên nữa rồi thì anh dập cứ hai cử, cứ cơ đột anh dập hai cử như là lộ anh là cái dạng lá đâu đây luôn mà thì hơi có không gầy thì nói chung ở đâu đại lý nào nó cũng có hết, từng hưng nó cũng có. Nó đưa bởi vì nó đưa ba cái gầy không, cái đó là thua gì nè, thứ nhất á gầy đúng không, anh phải nhìn vào cái hoạt chất, anh phải biết nhìn vào hoạt chất để anh xịt. Cái thứ hai nữa, ngoài thuốc gầy có thể sẽ mình sẽ cộng thêm cái thuốc sâu 3.6 vô ít nhẹ chút nữa. Có chí nào cũng cộng sâu vô. Nhưng mà xịt xong rồi nó sâu còn nguyên trời. Chí nào cũng cộng sâu vô. Sâu gì đâu mà còn sống nguyên quá. Này chẳng gì gọi là gãi hữu cơ xong rồi bắt đầu là ra cơ đọt phải không? Thuốc cơ đọt rồi nè, hổm nè. Rồi hổm nó đang ra đó. Gãy hữu cơ không gãy khoảng có 10 ngày không. Gốc này là chẳng gì gọi anh gãy nhiêu mình? Chứ gửi vậy? Chứ gửi không? Nó đơn hay gì có kèm quả hồng không? Không. Không. Không gãy cái lịch ấy đó. Ừ.
bữa hôm gãy hữu cơ 07 cái buôn mát không mà. Thì vườn này ngày xưa là ổng nó bị sụp nè. Nó bị sụp rồi bắt đầu ổng gãy lại. Đậu trồng cái năm trời không được bê lớn nữa. Nó sụp. Đâu biết làm đâu, nghe ta chỉ mặn lúc đó mới lên trồng có 100 mấy gốc bự này. Lúc đó cũng ngung lắm mà, 7 ngày tới rằng. Đi phân hóa học thì giờ với giờ bỏ. Đi phân hóa học bao nhiêu? Hồi xưa đi phân hóa học bên này ha, là lúc đầu ta chỉ em ha. Là cứ 7 bữa em chơi 7 cái phân một hộp bio chin đó. Rồi anh chạy ra là mới trồng xuống là 7 cái phân anh mua như tiền rồi. Chứ hộp bio chin cả 100 ngàn nữa. Làm 7 ngày làm lần đó. Là cái cây chết luôn. Làm biết vậy nó đứng sợ. Thì lúc mà nó đứng lại quay lại. Nó chạy vô lấy ba cái bao lúc đó là đâu có hỏi ông Nam rồi đâu. Lấy ba cái ông nội mà coi trên mạng rồi đi vô mua quả cầu lửa gãi mà. Không có trộn bao kia. Gãi sao vài lần cái thấy nó được phát luôn nha. Ổng rồi mới kêu lấy lúc đó gãi nó nhiều lên đó. Lúc đó là bắt đầu ổng nhấp lại gai vô đụn gãi cho nó lên luôn đó. Chứ hồi coi là không có trộn kia. Mua bao đó về gãi xong rồi. Vẫn biết nhưng mà không có mua. Thì coi thì thấy biết đó. Rồi mua bao về gãi cây cũng bao ngắm gì đó. Giống mà. Thì bà ơi, giờ ốp đất được rồi, phát cỏ ốp đất. Thì kêu ổng là gãy đợt phân này vô là ốp đất nè. Dạ, rồi. Thỏm này mới dục vô kinh xương rồi. Mấy cây này là dễ lắm rồi. Nhiều rồi. Tại vì phát ra được ốp đất. Bây giờ đợt này là vô là ốp đất được rồi đó. Đi hỏi mình dục kinh xương vô là anh chặt mấy cam vòng vòng. Đánh ra là... gì? Đó. Thì cái kinh cũ này ha. Đệ nè. Ủa? À, cái vườn này hình như là dĩ ta ngồi sao nó cắn cái lưng dữ vậy ta? Đâu có mạng đâu, vườn này đâu có mạng. Thật hỏi em vô em cũng bị á. Mấy con nhà anh như con gì á. Cắn lưng quá. Ủa rồi bà hổm. Bây giờ bà thần thân tính đâu chứ đâu dữ. Bà tán 3 kg. 3 kg dựng đâu gì 3 kg đi mới tới 1 kg một đứt 20 gốc cũng 3 kg rồi. Cái gì? Cái gỗ siêu nóng á. Trời ơi nó hao ông nội ơi, thì bởi điện anh hỏi tầm khoảng nhiêu là 20 ngoài cây gì phải rồi. Ở tới 20 cây thì cũng 3 kg rồi. Tại vì em cây nhiêu lít nước? Cái này nè. Cây thì thứ 3 thùng đầu. Em biết sao? 30 lít phải. Đầu mùa mưa. Đầu mình thì chia muỗng. Đầu mùa mưa á là em cho ông tưới thuốc bệnh cái với em cho quét gốc nè thấy không? Đó. Để không chịu quay ngang tới mưa dầm vô là này nó bị sập. Bị mới xịt dày thì rẻ tiền mà cái mới xịt cái gấu chưa lắm. Đúng ra cơ đọt này chặn vừa rồi em đã nói rồi, cơ đọt này á, là ra cơ đọt này cố gắng là dưỡng lại cho thiệt là tốt. Cơ đọt này nhìn cái cây nó bị đã. Không, đó, không thấy không xanh luôn. Xanh gì? Ủa, của anh nó bị gầy xanh rồi nó gầy nó chích kiểu này sao mà xanh nổi? Cái gì là nó cạp hết trơn rồi cái diệp lục tố cái màu xanh lá xanh rồi. Tin nữa là cái lá cái sự quang hộp nó yếu nó đâu nó trả lại cái màu mà diệp lục tố đâu. Mà lá nó mỏng nữa nó quang hộp yếu xịu à. Nè, đó còn trắng giờ đó. Đây nè, mới lá bị lớn nè mà gầy con trắng nè, rồi thêm nó chích nè nó nè, lá gì nè. Rồi cái này ông phải dọc vô tầng nội tiếng tốn rồi được. Nè gầy xanh nè nó bò nè. Trời ơi lãnh ngảnh nè. Ồ. Gầy thì chịu đấy, muốn thì mới phun được nè. Cái lá mà lớn anh phun vẫn kịp nè, tại vì nó chưa có phè ra, nó chưa có bung ra. Không. Cho nó cắn ở ngoài rồi khi mà anh đưa vô một cái rồi ở ngoài nó chết nó bung ra là nó bóng giận à. Dạ kiếm à. Em phun là cỡ đó đó, cỡ cái cây đó đó. Ừ, cỡ cây đó. Là phun là điều gan nó quê là vừa luôn đó. Đợt đã kêu đợt này làm sao làm đừng đánh cái cơ đột. Chằng lá đẹp nhưng mà nó quản lý gà xanh không như cây này nè. Em thấy không? Rồi bây giờ xấu xích quá. Xích đây nè, nhìn nè, cái cây nè. Anh Minh. Lên đây nè, anh coi nè anh Minh. Gì đâu mà cơ đột nè nó ra nè. Hư trơn cơ đột luôn. Nhăn nhó luôn. Gầy mà nó bò nè, lõm nhảnh nè. Ủa gầy nó hút riết nó mập thù lù luôn ông nội ơi. Đó. Nè, bò nè. Nè, đó. Trời phạt ơi nè. Nè. Cái lá này thì banh hết biết thiệt chứ.
đã nói bữa hổm rồi, gán dưỡng cơ đọt này nuôi nơi này nó mới quẩy tay chào nè, rồi sâu nó ăn nữa nè. Con bự nè, nó chạy nó quẩy tay chào nè. Cái lá này nó thì vui quá vui. Cái lá này thì bị sâu nè, sâu nó cạp nè, từ lưa hộp dưa chứ nè, thấy không? Ông này phải phun chụp góc góc vô cái thôi, rồi cái dàn lá này nó quấn lại còn giữ nữa. Giờ đây coi thử còn quấn nhiều nữa. Còn cái này còn kẹp nè. Kẹp nè, em chỉ lấy cây đọt mà đò, ông vừa nhúng vô đu tôm gì đó không? Đó, nhưng cái này là ông đẩy vô một cái rồi ông mình thì hứa ông mà nó ra một cái đều gan là không có lá nó gan. Chết luôn không? Nó quẩy tay chào. Đó hiệu gì vậy? Để chó chích đi. Cái ở nhiều á. Trời ơi, trời ơi. Mày không làm mày không để ý. Trời ơi, trời. Cội con gầy xanh bảo mập nè. Cái gì? Dữ lắm nhiều anh ừ. Minh ơi. Bây giờ phun cái hàng gì? Để anh chịu nó tao chạy tao đi lấy ông thầy ơi. Thôi khỏi phun đi. Khỏi. Để cho chích đi. Khỏi thì cái gói thuốc anh phun hôm bữa còn không? Còn cái vỏ không? Dục cái vỏ hả? Tại vì coi cái hoạt chất đó anh cũng có hoạt chất thuốc nào. Nếu mà trường hợp anh ấy lại hoạt chất nữa rồi nó không ấy. Vô vậy tự thân thì có dưới tụ là ba cái nói đi cha. Chứ gậy 30 ngàn, nói 40 ngàn, đặc chỉ gì xanh gì đó. Nói 30 ngàn, 30 ngàn mới chỉ 200 lít nước. 200 nhưng khi đó lại không phun tiền hao còn 300 giữ. Đây nè, cái nhánh này nè, tại sao không cắt bỏ luôn? Thay giữa quá. Cái nhánh này cắt bỏ luôn nè, nhánh đực nè. Nhánh bên đây cắt được nè, nhánh tay bên đây nè. Nhánh đực này cắt bỏ luôn nè. Thà cắt thì cắt luôn giai đoạn này luôn chứ mình đâu có sợ nữa. Này nhánh bên đây nè. Em là theo em làm cắt độ mà tự em cắt ra tới đây luôn nè. Nên là cắt bỏ hết. Ừ. Cắt bỏ hết. Đằng sau này nó ra cái lượng mắt cua lõi ra ngay chỗ này nè. Ra dạ dứ thôi. Ra đây nè, ra đây nè. Ừ. Anh không cắt đúng không? Thì sau này cái lượng mắt cua ở đây nó rất là yếu. Yếu xìu à. Nếu mà anh để gì nó bự đúng không, nửa mắt cua nó gai dẫn đây nè, đúng không, nó gai rồi cái nhánh này nó chết. Nó gai đây là cái nhánh này nó chết nè, cho nên là đâu đủ lực để mà cắt luôn, gửi cho trống luôn, rồi cho trống luôn. Anh đừng như mấy anh kia vậy ha. Ừ vậy đó, nói chung là anh đừng có tiếc. Trời ơi, anh tiếc là anh không cái cây nhìn nó không có lực, nó không có đẹp. Bị nứt cái này là sao ta? Gì? Nứt cái đó đó. Nứt này là việc do cây mình đang lớn. Này là lớn nè. Cái gốc chưa xong cái nè. Chưa xong cái mạng của mình lên. Kiếm vợ bé vậy đó làm tiếp. Ừ. Đang quay video đó nha. Bà bả mày coi một cái bà tới số luôn đó. Trời bả cho bả nhà. Bài ra giường. Đúng rồi. Trời ơi trời. Bài nấu cơm nhà. Ừ. Ngon lành nha. Ngon lành nha. Im nha. Được. Cái nhánh này là trời qua để chi cái này. Cái gì nhiều quá, nhát nhát gì đâu. Ở đây ông cắt ra tới đây em đi, cắt bỏ đồ bứt tay nhau luôn. Hả? Cho nó cắt chị đó, đông chữa đây từ ra đây. Nữa thì nữa nó lớn nữa tí nữa không? Cái nhánh này nó ra dài xíu nữa anh cắt ra đôn gân khúc nữa. Từ từ mình cắt từ từ đó. Chứ anh để vậy là nó hút dinh dưỡng, nhất nó hút dinh dưỡng sau này là anh trước sau anh cũng cắt thôi. Đó, mà cây anh nó tất nhiên là sao nó chậm lớn. Tại vì nó cạnh cho dinh dưỡng quá nhiều. Vậy đó không còn chen lên cây nè. Vậy lắm mà thái mình trồng gì vậy lắm vậy. Thì cậy đi. Thì sao vậy? Cãi ổng mà cãi không được thôi chứ thôi. Cứ đồ mấy cây chen đây ở đây chắc tầm không tới đúng. Đúng rồi. Bây giờ nè, khi mà cái tay này nữa không, như cái tay này nè, tụi nó bích qua cái đường này thôi anh khỏi đi luôn. Đúng quá, nửa sầu riêng này biết gì không? Sầu riêng này làm đi lòn không? Cái này thì 3 năm rưỡi thì làm trái được, làm rồi. Nó chơi 3 năm rưỡi làm được nè. Được, cây này 3 năm rưỡi làm được nha. Được, cái này anh phải 22 tháng phải không? Anh phải cố gắng anh làm sao biết không? 8 tháng rồi đó. 8 năm rưỡi làm được. Cái này sao biết không? 8 thì cũng như Duy chạy ngoài lấy cái kéo đi gì? 36 hả? 36 tháng, 35. 35. 18, 18 tháng, 8 tháng, mười mấy tháng nữa lận. Mình cho 1 năm nữa đó ơi, là được. Cũng như 1 năm nữa. Đây nè, với điều kiện là bây giờ nếu mà anh bây giờ anh muốn 3 năm rưỡi anh để trái đúng không?
thì phải đi dọn sạch sẽ lại giùm em cái nè. Nếu mà anh để kiểu này hoài là cái nhánh cái của anh nó sẽ không được bự nè. Đó. Gốc này, gốc này 3 năm rưỡi làm trái là vô tư. Cái thằng hút sâu mà 3.6 của anh, cái chai đó như tiền ta. Vậy. Cái chai đó